Mời các bạn nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện chấp 1584 đến chấp 1587, chương 1925 đến 1929. Chẳng trách, tần nhân Việt thở dài, 100 năm nay ma thiên các sống thật khổ, các đệ tử của huynh đều bị thái hư bắt đi, ta vô lực ngăn cản, thật là hổ thẹn. Việc này sao trách được ngươi? Hiện tại lão phu đã trở về, việc tiếp theo chính là đón bọn hắn về ma thiên các. Tần nhân Việt cười ha hà nói, lục huynh bế quan trăm năm, e là đã tiến bộ cực lớn. Trên thực tế tu vi của Lục Châu cần có Lam Pháp Thân và Kim Pháp Thân hỗ trợ lẫn nhau, tuy có năng lực trí tôn nhưng lại không phải là trí tôn thật sự. Tần nhân Việt hỏi, tiếp theo huynh định làm thế nào? Từ sau khi xuất quan Lục Châu đã có tính toán, chuyện quan trọng trước mắt là phải làm rõ an nguy của các đồ đệ, sau đó cấp tốc đề thăng tu vi lên 36 mệnh cách để trở thành trí tôn chân chính. Lên trời, Lục Châu đáp. Tần nhân Việt cả kinh, Lục Huynh, huynh tính lên thái hư thật sao? Đương nhiên. Tần nhân Việt lo lắng nói, theo ta biết, thái hư có thập điện, thánh điện, có tứ đế, toàn bộ đều là trí tôn. Ngoài ra còn có 12 vị đạo thánh. Lục huynh, huynh đang đùa ta có phải không? Lục Châu nhìn tần nhân Việt không chuyển mắt, ngươi thấy lão phu giống như đang nói đùa. Không giống. Tần nhân Việt cười đáp. Hai người ngồi trò chuyện một lúc, sau đó Lục Châu đứng dậy muốn rời đi. Tần nhân Việt giữ lại, Lục Huynh, Sao phải gấp gáp rời đi như vậy? Thật vất vả mới tới đây một chuyến, dù sao cũng ở chơi mấy ngày đã rồi hãng đi. Không được, Lục Châu lắc đầu, Lão Phu còn có chuyện quan trọng cần làm. Trăm năm trôi qua, chuyện cần giải quyết cũng thật nhiều. Đã như vậy ta không lưu huynh lại nữa, tần nhân Việt sảng khoái đáp. Lục Châu dẫn theo đoàn người Ma Thiên Các rời đi. Trên phi liễn, Lục Châu đứng bên bánh lái nhìn về phía trước, bỗng hỏi mấy năm nay tu vi của các ngươi tiến bộ đến đâu rồi? Phan Ly Thiên đáp, lão hủ ngu dốt, sắp thành chân nhân. Lãnh La nói, tương tự lão Phan. Tả Ngọc Thư nói, ba năm trước lão thân đã thông qua mệnh quan, trở thành chân nhân. Hoa vô đạo xấu hổ gãi đầu, vì cái gì người chậm chân luôn là hắn nhỉ? Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Phan Trọng và Chu Kỳ Phong vốn định tự giới thiệu, nhưng nghe được thực lực của bốn vị trưởng lão bèn ngậm miệng lại. Tần Nại Hà chắp tay nói, bội phục, bội phục ngươi cũng không kém. Phan Ly Thiên cười nói. Phan Trọng là người cầm lái, chỉ tay về phía trước, sắp đến phủ văn thông đạo rồi. Đám người gật đầu, phi liễn bay vào trong phủ văn thông đạo rồi xuất hiện trên bầu trời tịnh đế thanh liên. Chúng ta, đi văn hương cốc. Không biết sau 100 năm, tình hình ở tịnh đế thanh liên thế nào rồi. Sống chết có số, đừng quá lo lắng. Phan Ly Thiên nói. Văn hương cốc. Lục Châu dẫn theo đoàn người tiến vào văn hương cốc khi đi đến khu vực mấy tòa kiến trúc cổ lục châu khẽ gọi trần phu thần thông chúng sinh ngôn mờ đưa thanh âm truyền đi khắp văn hương cốc quả nhiên sau đó trong chỗ sâu có rất nhiều bóng ảnh xuất hiện kẻ cầm đầu chính là thượng cổ thánh hung không nguyên vừa nhìn thấy lục châu không nguyên đã lập tức nhận ra vừa hưng phấn vừa kinh ngạc nói a à, lục các chủ không nguyên không nguyên đáp xuống đất lục các chủ ngài rốt cuộc trở về rồi không nguyên tộc cung nguyên lục các chủ trở về đàn ong mật sau lưng không nguyên đều hóa thành hình người, đồng loạt quỳ xuống hô to, cung nguyên lục các chủ trở về. Bên cạnh chúng nó là một đoàn người đang mộng bức tại chỗ. Lục Châu nhìn về phía bọn hắn, khẽ hỏi, hoa giận, sư phụ ngươi vẫn khỏe chứ? Vừa nghe nhắc đến Trần Phu, hoa giận lại lâm vào buồn bã, vành mắt đỏ lên, sư phụ đã. Lục Châu nhướng mày, không nguyên bèn giải thích, Trần Phu vì muốn kéo dài thọ mệnh nên tự phế tu vi, trở thành phàm nhân để đổi lấy 35 năm thọ mệnh. Từ 65 năm trước, hắn đã quy thiên rồi. Đám người nghe được tin này đều trở nên trầm mặc. Đó từng là lão giả đứng ở vị trí cao nhất trong tịnh đế thanh liên, danh vọng cực cao, lòng mang thiên hạ. Hắn không sợ Thái Hư. Cho dù ngày sau Thái Hư có lưu truyền thế nào, trong lịch sử Đại Hàn vẫn sẽ khắc ghi rõ ràng danh tự Trần Phu Hắn, lưu danh thiên cổ. Không biết trải qua bao lâu, Lục Châu mới mở miệng nói, dẫn đường. Hoa giận ra dấu mời, sau đó đưa đoàn người Ma Thiên cát đi vào giữa rừng, đến trước phần mộ của Trần Phu. Phần mộ không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng, trên bia mộ khắc chi chít chữ, kể khái quát về cuộc đời Trần Phu và các thành tựu vinh quang mà hắn đã lập nên. Tấm bia khắc mấy chữ lớn, ân sư Trần Phu chi mộ. Lục Châu nhìn mấy con chữ trên bia mộ, im lặng thật lâu. Chừng một khắc đồng hồ sau hắn mới thở dài nói, phục sinh chi thuật, không dùng được. Hoa giận nói, lục các chủ đừng nên tự trách. Sư phụ đã từng nói 35 năm cuối đời chính là khoảng thời gian thư thả phong phú nhất của người. Cái chết của Trần Phu suy cho cùng cũng là vì Lục Châu mà ra. Lục Châu quay đầu nhìn Hoa Dận, "Các ngươi vẫn luôn sống trong văn hương cốc." Hoa Dận nói, "Chúng ta dự định sau khi hiện tượng mất cân bằng kết thúc sẽ ra ngoài, bắt đầu một cuộc đời mới." Lục Châu gật đầu, "Vậy cũng tốt, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói với lão phu." "Đa tạ Lục các chủ." Có câu nói này của Lục các chủ là đủ rồi ít nhất thu thủy sơn cũng có chỗ dựa vào. Trở lại tòa kiến trúc cổ, lục châu lấy viên mệnh cách chi tâm ra trả cho khâm nguyên. Nhận lại mệnh cách chi tâm, khâm nguyên vui mừng đến cực điểm. Trong điện, lục châu hạ lệnh mạnh hộ pháp liên lạc với lão tứ. mạnh trường đông gật đầu, vâng. hắn lấy trận bố ra bày dưới đất, trong lòng suy nghĩ xem nên thông báo tin tức kinh hỉ này cho minh thế nhân thế nào. phù chỉ thiêu đốt, không bao lâu sau hình ảnh của minh thế nhân xuất hiện đám người châu đầu vào nhìn trong hình ảnh lão tứ đang ngậm một cọng cỏ tựa người trên một cành cây vẻ mặt còn ngơ ngẩn vì chưa tỉnh ngủ mạnh trường đông nói tứ tiên sinh ai vậy đừng làm phiền ta minh thế nhân nghiêng người khẽ vung tay hình ảnh biến mất mạnh trường đông xấu hổ gãi đầu nhiệt đồ lục châu quát một tiếng tiếp tục vâng mạnh trường đông lại thiêu đốt một tấm phù chỉ khác phù chỉ sáng lên hình ảnh lại xuất hiện lần này minh thế nhân nằm đưa lưng về phía hình ảnh mạnh trường đông đã khôn hơn lập tức nói thẳng vào điểm chính tứ tiên sinh còn không mau bái kiến các chủ hắn quyết định nói thẳng không tạo niềm vui bất ngờ không lập lờ nước đôi nhưng minh thế nhân vẫn nằm im không động đưa lưng về phía mọi người mạnh trường đông lại cao giọng nói tứ tiên sinh còn không mau bái kiến các chủ minh thế nhân vẫn nằm im tại chỗ đám người đưa mắt nhìn nhau lục châu khẽ nhíu mày tức giận trách mắng, ngươi còn làm gì? Chỉ có bốn chữ nhưng giọng điệu quen thuộc vô cùng, thân thể Minh Thế Nhân xuất hiện chấn động, khẽ run rẩy, dù vậy hắn vẫn không xoay người lại. Đám người rất khó hiểu, ai cũng biết Minh Thế Nhân sợ nhất là sư phụ, vì sao bây giờ lại không để ý tới các chủ? Ngay khi Mạnh Trường Đông định nói thêm câu gì, Minh Thế Nhân bỗng nhiên quay người lại nhìn về phía phù chỉ, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nói: "Ngươi là ai thế? Đừng có quấy rầy ta nữa." Mạnh Trường Đông ngơ ngác, Thôi xong, đầu óc tứ tiên sinh bị nước vào rồi hay gì? Minh Thế Nhân quét mắt nhìn đám người, ánh mắt dừng lại trên người Lục Châu chỉ một giây, sau đó nhìn sang chỗ khác nói, một đám, biến thái, soạt, hình ảnh biến mất. Đám người ngây ngốc chẳng hiểu ra làm sao, Lục Châu đột nhiên đứng dậy mắng, nghiệt đổ. Các chủ bớt giận, mạnh hộ pháp quỳ xuống giải thích, có thể là tứ tiên sinh đang buồn ngủ, chưa nhận ra ngài. Nói xong, Bản thân Mạnh Trường Đông cũng cảm thấy cái cớ này quá miễn cưỡng, bèn nói tiếp. Hoặc có thể cao thủ Thái Hư đang nhìn chằm chằm hắn nên không tiện. Vừa rồi hắn chỉ đang cố ý diễn cho người ta xem. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Các chủ bớt giận, tứ tiên sinh là người như thế nào chúng ta đều hiểu rất rõ. Hắn tuyệt đối không phải loại khi sư diệt tổ, trở mặt không nhận người thân. Lục Châu nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Tuy lão tứ lười biếng nhưng luôn làm việc rất cẩn thận chu đáo, sẽ không dễ dàng phản bội sư môn, chẳng lẽ là vì thái hư thấy lục châu suy tư đám người cũng không dám tùy ý mở miệng mãi một lúc sau tần nại hà mới lên tiếng ta cũng cảm thấy lời mạnh hộ pháp nói có lý thái hư có rất nhiều cao thủ tứ tiên sinh lại là người mang hạt giống nhất định hắn đang bị rất nhiều người trông chừng lục châu hỏi trước đó ngươi có từng liên lạc với lão tứ không mạnh hộ pháp lắc đầu không có phan ly thiên nói có lẽ hắn không ở thái hư ồ Vị đại đế hôm đó bắt cửu nha đầu đi và vị điện thủ tân nhiệm của đồ duy đại đế là người trong thập điện thái hư. Phan Ly Thiên tiếp tục nói. Phan Trọng gật đầu, đúng vậy, ta nhớ rõ đại tiên sinh và nhị tiên sinh bị thanh đế đưa đi. Tam tiên sinh và tứ tiên sinh bị xích đế bắt. Ngũ tiên sinh và lục tiên sinh bị bạch đế thu vào dưới trướng. Đám người cùng nói ra tin tức mình biết, bắt đầu chỉnh lý thông tin cho rõ ràng. Cửu tiên sinh và thập tiên sinh bị thượng trương đại đế mang đi. Mọi người gật đầu, nói như vậy là tứ tiên sinh không phải đang ở thái hư mà là ở chỗ xích đế xích đế ở chỗ nào tất cả mọi người đều lắc đầu không biết rất ít người biết được thông tin cá nhân của loại cường giả cấp bậc này lục châu nhớ tới trước đây bạch đế từng cho mình một khối lệnh bài để giúp các đồ đệ được thiên khải chi trụ tán đồng như vậy xem ra trương nguyệt và diệp thiên tâm được an toàn bạch đế không có vấn đề còn lại thanh đế xích đế và thượng trương đại đế thì hắn không thể phán đoán đối phương là địch hay ta Muốn tìm được đồ đệ, trước phải tìm ra chỗ bọn hắn ở đã. Linh Quang lóe lên, Lục Châu bỗng nghĩ tới một người, đế nữ tang. Nghe đồn đế nữ tang là nữ nhi của xích đế, hẳn nàng sẽ biết xích đế đang ở đâu. Nghĩ đến đây, Lục Châu nhạt nhạt nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đến thiên khải chi trụ ở kế mình. Đến bí ẩn chi địa, Triệu Hồng Phất nói, lúc trước ta chỉ làm phù văn thông đạo cỡ nhỏ, sợ là không di chuyển được nhiều người. Vậy chia ra đi thành từng đợt, Mạnh Trường Đông nói lúc này không nguyên đi tới trước mặt lục châu quỳ xuống nói xin cho phép không nguyên tộc được đi theo lục các chủ lục châu nhớ tới lời hứa hẹn năm xưa với không nguyên bèn nói lão phu từng đáp ứng giúp ngươi phục sinh nữ nhi hiện tại nàng đang ở đâu đám người lộ vẻ kinh ngạc trên đời này thật sự có thể phục sinh người chết sao không nguyên lập tức kích động nói ta mang nàng đến ngay nói xong không nguyên vội vàng bay đi lát sau nó cõng thân xác nữ nhi trong hình người bay trở về Bộ dáng của nữ nhi không nguyên không lớn, khoảng chừng 16 tuổi, trên thân không có huyết sắc hay khí tức gì, thậm chí còn có tử khí nồng đậm vườn quanh. Không nguyên nói, năm đó ta dùng định hải châu để lưu giữ nguyên vẹn thân thể của nữ nhi. Mọi người quay đầu nhìn về phía lục châu, trong lòng ai nấy đều nghi hoặc, chẳng lẽ các chủ thật sự có phương pháp phục sinh người chết. Kỳ thực trong tự nhiên cũng có một số sinh linh có năng lực phục sinh, chẳng hạn như vô khải tộc của Vu Chính Hải hoặc bất tử thần điểu như Hỏa Phượng. Lực lượng của bọn hắn bất đồng, nhưng về bản chất đều giống nhau, chết đi sống lại. Lục Châu quan sát nữ hài tử trong chốc lát rồi đứng lên, lấy phục sinh họa quyền ra. Lần trước sử dụng với tư vô nhai không thành công, hiện tại tu vi hắn tăng vọt, lam pháp thân cũng thay đổi rất nhiều, có lẽ có chút hy vọng. Không nguyên, ngươi phải hiểu được việc trùng sinh là hành động nghịch thiên, chưa chắc có thể thành công. Lục Châu nói. Không nguyên quỳ xuống, cảm động nói, xin lục các chủ ra tay một lần, dù cho thất bại cũng không thành vấn đề. Còn kết quả nào bết bát hơn bây giờ nữa sao? Mọi người đều gật đầu tán đồng, nàng đã là người chết, cho dù thất bại thì cũng bảo trì hiện trạng như bây giờ mà thôi. Được, Lục Châu gật đầu, lão phu làm thử một lần. Mọi người tản ra trở lại khoảng sân trống cho Lục Châu. Từ khi hắn xuất quan đến nay còn chưa có ai được nhìn thấy cảnh giới hiện tại của các chủ. Lục Châu vươn tay, năm ngón tay bốc ra quang mang. Thân thể thiếu nữ lăng không bay lên, trông nàng như một nàng công chúa đang bình yên ngủ lam sắc điện hồ vườn quanh người nàng như du long sau đó tiến vào mi tâm nàng một đóa lam liên xuất hiện nhìn thấy lam liên không nguyên kích động vô cùng trên đời này chỉ có ma thần mới có lam liên cũng chỉ có ma thần mới có hy vọng phục sinh nữ nhi trái tim không nguyên đập vang kịch liệt trong lồng ngực ý thức lục châu tiến vào phục sinh họa quyển bên trong là hắc ám mênh mông giơ tay không thấy ngón bên tai lục châu truyền tới giọng nói của ma thần không ai có thể vĩnh sinh bất tử thật sao ta không tin Ta không tin, ta không tin. Ma thần không tán đồng câu nói này. Ý thức của Lục Châu bay vòng vòng trong bóng tối vô tận, càng lúc càng khuếch tán ra tứ phương. Rốt cuộc tại điểm cuối của hắc ám, hắn nhìn thấy một tia kim quang. Lục Châu lập tức bay về phía nguồn sáng đó. Khi hắn sắp đến gần, từng đạo lực lượng như sóng gợn bắn ra tựa như không hy vọng có nhân loại đến gần, bên tai lại truyền ra âm thanh. Chỉ có trở thành Di Thiên Thần Đế mới có thể đến gần công đức thạch. Nếu không hình thần câu diệt. Ông, kim quang càng lúc càng mở rộng như mặt trời dâng lên, từ từ dọi sáng toàn bộ thế giới hắc ám. Trong phút chốc cảnh vật bên trong phục sinh họa quyển hóa thành thế giới giạt rào sinh cơ. Ngay sau đó ánh sáng vụt tắt, thế giới lại bao trùm trong bóng tối, mà quang mang trên công đức thạch đã trở nên ảm đạm, kim sắc ký hiệu phiêu phù ra bốn phương tám hướng. Trong tòa kiến trúc cổ, đám người nhìn thấy một màn thần kỳ, từng kim sắc tự phù từ trong phục sinh họa quyển bay ra rồi tiến vào thân thể thiếu nữ. Đám người kinh hô thành tiếng, đây là phục sinh chi thuật. Tự phù như trường long lượn vòng quấn quanh thân thể thiếu nữ. Một cỗ năng lượng cường đại như bài sơn đảo hải phát tiết ra, chấn vỡ toàn bộ mấy tòa kiến trúc cổ xung quanh. Mà điều khiến mọi người càng thêm kinh ngạc là bã vụn lại lơ lửng giữa trời, không hề rớt xuống đất. Lực không chế đạt tới cực hạn. Lục các chủ, biểu tình của Lục Châu chưa hề thay đổi, hắn thậm chí không để ý tới mấy tòa kiến trúc, ý thức hoàn toàn đắm chìm vào phục sinh họa quyền. Hắn cảm giác được cỗ năng lượng cuồn cuộn bên trong vô cùng thần bí và cường đại, một khi thất thần sẽ thất bại ngay lập tức. Thiên đạo, Lục Châu thì thảo tự nhủ. Tinh, sơ bộ lĩnh ngộ lực lượng thiên đạo, mời tiếp tục cố gắng. Lục Châu không hề phân tâm, đám tự phù lít nha lít nhít như sao trên trời quanh quẩn bên người nàng. Đúng lúc này, các tự phù chậm rãi rơi xuống không phải dung nhập vào kỳ kinh bát mạch mà là tiến vào mặt đất. Tự phù thứ nhất rơi xuống, đại địa rung động. Tự phù thứ hai rơi xuống, đại địa chấn động kịch liệt. Tự phù thứ ba, thứ tư, cứ thế tự phù cuồn cuộn dung nhập vào lòng đất. Mà bên trong phục sinh họa quyển, ý thức của Lục Châu phát hiện công đức thạch càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng dập tắt. Cũng chính lúc này, ý thức hắn trở về bản thể. Lục Châu nhìn về phía nữ hài, sau đó mặc niệm thiên nhãn thần thông để quan sát xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra hắn nhìn thấy mỗi nơi tự phù rơi xuống mặt đất lại bốc lên một làn khói xanh không khỏi nhẹ giọng nói đại địa lục châu nghĩ tới tinh hà mênh mông bên dưới vực sâu nơi mình đã tu luyện suốt trăm năm ầm ầm tiếng chấn động kịch liệt vang lên đại đệ tử hoa giận la lớn cổ trận sắp sập rồi mọi người cẩn thận không nguyên kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tầng bình chứng vốn trong suốt vô hình nay đã hiện ra rõ mồn một Tất cả đều do cổ trận đang xảy ra biến hóa kịch liệt. Không nguyên nói để ta chống. Nó đạp đất bay lên, hóa thành hình dạng ong mật, đôi cánh giang ra. Toàn bộ tộc nhân không nguyên tộc cũng đồng loạt giang cánh. soạt. Thượng cổ thánh hung chút xuống lực lượng để bù đắp cho đại địa lực lượng bổ sung vào cổ trận. Tất cả mọi người khẩn trương vô cùng. Lục Châu liên tục thôi động phục sinh họa quyền để duy trì sinh cơ. Lần này sử dụng phục sinh họa quyền khác hẳn lần trước. Lục Châu có dự cảm mình sẽ thành công. Nhìn đám khói xanh không ngừng bốc ra khỏi mặt đất, Lục Châu lại càng có niềm tin mãnh liệt. Lực lượng của Không Nguyên chỉ có thể bổ sung được trong chốc lát, không cách nào duy trì lâu. Rốt cuộc cổ trận xuất hiện lực lượng phản phệ, Không Nguyên và các tộc nhân bị đánh rơi xuống đất. Ầm. Bình chướng của cổ trận vỡ ra thành từng mảnh, cuồng phong thổi tới, khí lưu bên ngoài tràn vào văn hương cốc, đám bách hoa lập tức trở nên úa tàn. Cổ trận vỡ rồi. Không Nguyên vô lực nhìn lên bầu trời văn hương cốc mà bọn hắn sống hơn 100.000 năm đã không còn. Bầu trời u ám, thỉnh thoảng có từng đàn hung thú bay lướt qua. Đây chính là hiện tượng đặc thù khi mất cân bằng. Không nguyên ổn định lại tâm tình, xoay người nhìn về phía Lục Châu và Nữ Nhi. Đúng lúc này, giữa bầu trời văn hương cốc đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng chói lóa, tựa như thương thiên đang mở mắt, quang hoa bắn ra khắp nơi. Cẩn thận, Triệu Hồng phất hô to, đây là phù văn thông đạo cỡ lớn từ trong phù văn thông đạo có một đoàn người đồng loạt bay ra sau lưng bọn hắn đều có một đôi cánh không nguyên kinh ngạc nhìn lên không trung vũ tộc người cuối cùng bước ra khỏi phù văn thông đạo là một cao thủ vũ tộc toàn thân tỏa ra quang mang đôi cánh sau lưng hắn cũng lớn hơn của những người khác nhiều chỉ là tướng mạo người này lại xấu xí vô cùng trông như mặt chuột cả người đen như mực không nguyên nói là phi đản đại tướng quân của vũ tộc người biết hắn vũ tộc không phải chỉ có đám người giống như thiên sứ mà còn do các tộc biết bay khác tạo thành không nguyên giải thích kẻ này là thượng cổ thánh hung phi đản đại tướng quân có tu vi tiểu đế quân phan trọng nghe vậy bèn tò mò hỏi vậy tại sao không nguyên tộc các ngươi lại không phải là vũ tộc không nguyên lộ vẻ xấu hổ đáp không nguyên tộc không thông qua khảo hạch của vũ tộc nên bị đào thải thật xin lỗi ta không cố ý đám vũ tộc từ từ bay thấp xuống các tộc nhân khom người hành lễ đại tướng quân đã đến văn hương cốc. Phi đàn đại tướng quân cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Hắn nhìn thấy Lục Châu và Tiểu Nha đầu toàn thân đầy tử khí, nhìn thấy đám tu hành giả nhỏ yếu đứng xung quanh. Đại Uyên Hiến cảm nhận được mặt đất xuất hiện chấn động, biết cổ trận ở Văn Hương Cốc có vấn đề nên lập tức chạy tới, không ngờ cổ trận đã thật sự bị hủy. Phi đàn gật đầu nói, bản tướng quân đã nói với Vũ Hoàng từ sớm, con đê ngàn dặm cũng có thể bị hủy bởi một tổ kiến, không thể khinh thường lực lượng của đám sâu kiến này ngươi nhìn xem rốt cuộc sâu kiến cũng có thể điều động đại địa lực lượng đại tướng quân thuộc hạ chờ lệnh giải quyết đám sâu kiến bên dưới đi đi năm tên vũ tộc bay ra tấn công về phía đám người không nguyên trầm giọng nói để ta nó hóa thành một đạo lưu tinh vọt về phía đám vũ nhân đao quang kiếm ảnh nhấp nháy trong trước mắt đã có năm bộ thi thể rơi xuống phi đản nhíu mày thản nhiên nói không nguyên phi đản đại tướng quân nơi này là địa bàn của không nguyên tộc ngươi mau rời đi, nếu không ta sẽ đại khai sát giới. Không Nguyên nói. Phi Đản bật cười ha hả, không Nguyên, ngươi cũng là thượng cổ thánh hung, có tu vi thần quân. Một trăm ngàn năm trước ngươi quỳ xuống khẩn cầu Vũ Hoàng thu nhận không Nguyên tộc, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi. Trong lòng không Nguyên giận dữ, giọng nói trở nên cao vút, trước kia là bất đắc dĩ, đại địa phân tách, ai chẳng muốn cầu sinh. Đáng tiếc không Nguyên ngươi chẳng vào được mắt Vũ Hoàng. Bây giờ ngươi trốn ở văn hương cốc nhỏ bé này, ta còn tưởng là ai có thể điều động đại địa lực lượng, hóa ra lại là không nguyên tộc. Ngươi có biết làm đại địa phân tách sẽ nhận hậu quả gì không? Ta mặc kệ là hậu quả gì, hôm nay cho dù Vũ Hoàng đích thân tới ta cũng không cho phép các ngươi động đến nơi này. Làm can, một đạo sóng âm như kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Oanh, không nguyên nâng tay lên trời, âm công triệt tiêu sóng âm. Một đoạn giao thủ ngắn ngủi khiến không nguyên hạ thấp độ cao, thân hình loạn trọng. Một trăm ngàn năm đã trôi qua mà ngươi chẳng tiến bộ một chút nào. Phi đản lắc đầu nói. Không nguyên lại quay đầu nhìn về phía lục châu và nữ nhi. Toàn thân tiểu nha đầu ngập tràn sinh cơ, sinh mệnh dường như đang quay trở về. Không nguyên cảm giác được trái tim của nữ nhi vừa đập khẽ một cái. Thịch. Một tiếng đập khe khẽ lại khiến vành mắt không nguyên đỏ lên, toàn thân khẽ run. Sống lại rồi. Các đệ tử thu thủy sơn và đoàn người ma thiên các đều lộ vẻ sợ hãi pha lẫn vui mừng mà phi đản đứng trên không trung cũng thất thanh hô lên đây là khởi tử hoàn sinh sao có thể thân là đế quân vũ tộc hắn không tin tưởng nhân loại có thể làm tới bước này trăm ngàn năm trước không ai làm được trăm ngàn năm sau cũng thế mà thôi tử vong là chân lý không cho phép người nào phá vỡ sâu kiến mà đòi chi phối tử vong vừa nói phi đản vừa đánh ra một trường không nguyên vọt tới đánh xuyên qua đạo trường ấn mà lúc này thân ảnh phi đản đã xuất hiện ở trước mặt không nguyên thản nhiên nói. Thần quân chỉ là thần quân, ta sẽ cho ngươi thấy tranh lệch giữa thần quân và đế quân lớn đến mức nào. Soạt. Không gian trước mặt ngương kết, phi đản liên tục tung trưởng đánh vào lồng ngực không nguyên, mỗi trưởng ấn đều mang theo đạo lực lượng và đại quy tắc. Đúng như phi đản nói, tranh lệch cấp bậc quá lớn, sau khi không nguyên chống chọi được 10 trưởng ấn thì thân thể trở nên vô lực. Rốt cuộc trưởng ấn tiếp theo thành công giáng vào ngực không nguyên, đánh nó rơi thẳng xuống đất. Phi đản hứng hờ nói, giết sạch, một tên cũng không lưu lại vâng khi đám cao thủ vũ tộc vọt xuống văn hương cốc thiếu nữ trước mặt lục châu chậm rãi rơi xuống trong chừng nàng lục châu đẩy thiếu nữ về phía đám không nguyên tộc sau đó đạp đất phóng lên không trung soạt không gian và thời gian đều bị đông cứng lực lượng thiên tướng mang theo đại quy tắc đánh vào đám cao thủ vũ tộc liên hoa dưới chân lục châu bay ra mang theo lam sắc điện hồ ghim thẳng vào vực đám vũ tộc choang 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 ánh mắt phi đản trầm xuống nghi hoặc nói rõ ràng khí tức không phải chí tôn vì sao lại mạnh như vậy? Ngươi cố ý ẩn tàng tu vi. Hắn không dám khinh thường Lục Châu, toàn thân vọt tới đánh ra một trường. Ẩm. Lục Châu vươn tay đón đỡ, trường ấn va chạm. Mái tóc dài tung bay, điện hồ xuất hiện quanh thân, hai mắt Lục Châu hóa thành lam đồng chấn nhiếp nhân tâm. Phi đàn đại tướng quân sợ đến tê cả da đầu, tâm tình chìm vào đáy cốc, lắp bắp nói, ma, ma, ẩm. Lục Châu đẩy mạnh trường ấn, bộc phát toàn bộ lực lượng thiên tướng. Cánh tay Phi Đản bị lực lượng cường đại thôn phệ, toàn thân bị đánh văng ra ngoài. A, à, Phi Đản không nói một câu dư thừa, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Lục Châu vừa bộc phát lực lượng thiên tướng xong, chưa kịp cảm thấy suy yếu thì đan điền khí hải đã bổ sung lực lượng thiên tướng cuồn cuộn không ngừng, trong khoảnh khắc đã trở về trạng thái sung mãn. Lục Châu thi triển thần thông đại Nazi, đồng thời ném thời chi xa lậu ra. Định. Một tiếng này vừa vang lên, linh hồn Phi Đản đại tướng quân rung động điên cuồng biểu tình sợ hãi chiếm cứ toàn bộ đầu óc. Lấy thời chi xa lậu làm trung tâm, lam sắc điện hồ cường đại bao phủ toàn bộ văn hương cốc, từ cây cỏ đến chim muông đến toàn bộ tu hành giả đều đứng yên bất động. Hư ảnh lục châu lóe lên xuất hiện trước mặt phi đàn, vị danh kiếm mang theo lực lượng thiên tướng cuồn cuộn đâm thủng lồng ngược hắn. Phốc, ngay cả không gian cũng bị chém rách. Lục châu thu hồi thời chi xa lậu, hiệu quả ngưng trệ không gian được giải trừ, đám người chỉ thấy nhoáng một cái, phi đản dừng lại giữa không trung, trước ngực xuất hiện một lỗ máu. Máu tươi nhỏ xuống, đám cao thủ vũ tộc kinh hãi nhìn phi đàn, thất thanh hô to, đại tướng quân. Bọn hắn vội vã vọt về phía phi đàn nhưng phi đàn đột nhiên nâng tay ngăn lại, chậm chậm xoay người nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, không có lam đồng, không có lam sắc điện hồ, nhưng trên thân vẫn toát ra khí tức vương giả và tôn nghiêm không thể xâm phạm. Phi đàn đại tướng quân khẽ cười một tiếng, thu hồi toàn bộ thái độ ngạo mạn trước đó, kính cẩn khom người nói vì sao ngài lại ở chỗ này đám cao thủ vũ tộc hoàn toàn ngây ngốc lục châu thản nhiên hỏi vũ hoàng phái ngươi tới phi đàn tự điểm huyệt đạo để máu tươi ngưng chảy rồi đáp vũ hoàng bệ hạ chấn thủ đại uyên hiến suốt trăm ngàn năm qua chưa từng xảy ra sai lầm gì sau khi thiên khải chi trụ đôn tăng sụp đổ đại uyên hiến và thái hư rất coi trọng biến hóa của đại địa thế nên vừa thấy văn hương cốc chấn động đã phái ta đến xem nhưng mà vì sao lại là ngài trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Nếu biết ma thần giáng lâm ở đây, có chết hắn cũng không chạy tới. Đáng tiếc mọi chuyện đều đã muộn. Lục Châu nói, bản tọa sẽ tự mình đến tìm Vũ Hoàng đòi công đạo. Phi đàn đại tướng quân lộ vẻ u sầu, ta không hề có ý mạo phạm ngài. Nếu có thể, xin ngài dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Đám cao thủ vũ tộc trợn tròn mắt nhìn phi đàn. Đại tướng quân vì sao lại trở nên hèn mọn như thế? Lục Châu đạm nhiên nhìn về phía không nguyên, không nguyên là người của bản tọa, sao có thể tha cho người. Trong lòng phi đản run lên, nhìn về phía không nguyên, thầm mắng không nguyên tộc chẳng biết từ bao giờ lại ôm được đùi to cỡ này. Hỏng thật, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, ta có thể trịnh trọng xin lỗi không nguyên tộc. Nói xong phi đản xoay người kho mình trước mặt không nguyên, nghiêm túc nói, ta xin lỗi vì lời nói ban nãy của mình. Lúc này, chẳng biết là người nào lẩm bẩm một câu, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì nắm đấm còn có ích gì phi đàn đã hoảng lại càng thêm hoảng. Lục Châu nhìn phi đàn chằm chằm, hắn đâu phải đại thiện nhân, người ta đến ức hiếp rồi nói xin lỗi là thả cho rời đi. Muốn bản tọa tha cho ngươi? Lục Châu hỏi. Phi đàn đại tướng quân lại kho người, cung kính nói, xin ngài dơ cao đánh khẽ. Ba yêu cầu. Mời ngài nói, phi đàn nhìn thấy có hy vọng sống, lập tức nói ngay. Lục Châu nói, thứ nhất, giao ra thiên hồn châu. Thứ hai, toàn bộ các ngươi lưu lại đây, Thứ ba, dọn dẹp văn hương cốc cho Đảng Hoàng. Nói xong, Lục Châu bổ sung thêm một câu, sau khi xong việc ở đây, bản tọa sẽ đến Đại Uyên Hiến đòi công đạo. Phi Đản ngây ngốc toàn tập. Sao ngài không nói thẳng là muốn tức đoạt tu vi, lưu chúng ta lại làm nô lệ luôn đi. Phi Đản chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đè ép, khó thở vô cùng. Thấy hắn do dự, Lục Châu hỏi, ngươi không đồng ý? Phi Đản giật nảy mình, lập tức nói, ta đồng ý, ta đồng ý. Đại tướng quân đám cao thủ vũ tộc đã hết nhịn nổi mà gào lên. vì sao chứ? bọn hắn không tài nào hiểu được vì sao đại tướng quân lại đồng ý yêu cầu vô lý đến như vậy. im miệng. phi đản nhịn đau quát lớn. đúng lúc này lục châu vù một tiếng bay lên giữa không trung. chậm rãi nói: các ngươi có tu vi khá cao, để phòng ngừa làm loạn, bản tọa trói buộc tu vi các ngươi trước. a, à, đám cao thủ vũ tộc ngẩng mặt lên nhìn lục châu. ông. lục châu gọi ra pháp thân tòa pháp thân cao đến đỉnh thiên lập địa, bọn hắn không thấy được phần đỉnh nhưng có thể nhìn rõ liên tọa. Liên tọa có đường kính trăm trượng, 14 mảnh liên diệp đang không ngừng xoay tròn, mỗi một mảnh đều có lam sắc điện hồ quấn quanh. Thập tứ diệp. Tòa pháp thân đánh ra M.O.T. trưởng, giữa trường ấn là một chữ triện lóng lánh kim quang, phược. Đây là ấn phù trói buộc tu vi của đạo môn. Đám cao thủ vũ tộc muốn tránh thoát trường ấn nhưng phược thân thần ấn khổng lồ đã phủ xuống, trói chặt toàn bộ vũ tộc, nguyên khí trong kỳ kinh bát mạch lập tức bị rút sạch. Phi đàn theo bản năng phản kháng một lần nhưng lực lượng kia cường đại hơn cả tưởng tượng của hắn. Vì để giữ mạng, hắn từ bỏ chống cự. Ẩm. Thiên hồn châu bị ép văng ra ngoài, bay vào tay lục châu. Nhìn tòa liên tọa thập tứ diệp, không nguyên kích động đến líu lưỡi, mà đám người thu thủy sơn và ma thiên các thì đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Pháp thân biến mất. Lục châu cất kỹ thiên hồn châu của đế quân rồi nhìn xuống đám người, đạm mặc nói nghỉ ngơi tại chỗ ba ngày sau theo bản tọa đi tới đại uyên hiến phi đản ngây ngốc đám người kho người đáp vâng không nguyên cao giọng nói thề chết cũng đi theo các chủ nuốt xuống bốn chữ ma thần đại nhân không nguyên quay đầu lao về phía nữ nhi khụ nữ nhi của không nguyên đột nhiên ho nhẹ một tiếng nàng sống lại thật rồi không nguyên mờ mịt nhìn nữ nhi nghĩ lại từng chuyện trước kia cảm xúc dâng trào không nguyên ôm lấy nàng khóc thành tiếng Nhìn thấy cảnh này, trên mặt phi đản tràn đầy rung động, không thể tin nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung nhưng thân ảnh Lục Châu đã biến mất từ bao giờ. Phi đản lảo đảo ngã xuống đất như người mất hồn, thì thào tự nhủ, ma thần trở về. Dưới sự giám sát của đám người Thu Thủy Sơn và Ma Thiên Các, vũ tộc cao quý không thể không lao động khổ sai, xây dựng lại các kiến trúc bị hủy trong văn hương cốc. Tuy bị trói buộc tu vi nhưng thân thể bọn hắn vẫn hơn xa người thường, làm mấy công việc này không có gì khó khăn lục châu ngồi khoanh chân tu luyện gọi ra liên tọa hắn không hề do dự đặt thiên hồn châu của phi đản vào mệnh cung phi đản vốn là thượng cổ thánh hung thiên hồn châu ẩn chứa thực lực ngang với tiểu đế quân không dùng thì phí lục châu không có ý định trả về cho phi đản đây coi như là trừng phạt đối với hắn mất đi thiên hồn châu chẳng khác nào phi đản bị phế bỏ tu vi nếu muốn trọng tu thì phải hao phí vạn năm mới có thể cô động lại được thiên hồn châu thuận lợi khảm vào mệnh cung quang hoa sáng lên liên tọa xoay tròn đúng như dự đoán của lục châu tu hành trăm năm dưới vực sâu đã khiến liên tọa của hắn kiên cố vô cùng việc khai mệnh cách sẽ đơn giản như nước chảy thành sông